Nghệ sĩ Ngọc Huyền nói thẳng về tin đồn có con với Kim Tử Long tổ chức đám cưới bí mật. Nhắc đến cặp đôi tiền đồng Ngọc Nữ trong giới cả lương không thể không nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Huyền và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Không chỉ là bản diễn an ý trên sân khấu, cả hai còn là những người anh em trì kỷ ngoài đời. Tình cảm nghệ sĩ khác giới như nghệ sĩ Ngọc Huyền và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có lẽ vô cùng hiếm hoi trong showbiz và chính Kim Tử Long là người kết nối nàng phi sao với người chồng hiện tại. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vốn có người bản thân học chung từ nhỏ đến lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là em út của danh ca Thanh Tuyền. Khi Ngọc Huyền sang Mỹ đi diễn lần đầu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, chính Kim Tử Long đã rủ cô về nhà bản thân chơi ở Houston. Khi vào nhà, Ngọc Huyền gặp gỡ người chồng hiện tại và phải lòng nhau. Nghệ sĩ Ngọc Huyền từng tâm sự với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long: "Em nghĩ em muốn xây dựng gia đình với anh Đông, em rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, anh có thể góp ý là em nên tiến tới hay không?" Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long lập tức ủng hộ: "Em không lấy Đông thì lấy ai, lấy Đông em sẽ có hạnh phúc gia đình trọn vẹn, vì nhà Đông làm nghệ thuật hiểu được cuộc sống của người nghệ sĩ, nhà có cô Sơn Tuyền, mẹ Thanh Tuyền, anh Đông" sẽ thông cảm với nghề của em, sẽ không ghen khi em tình tứ trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tiết lộ cô không thích ồn ào nên chỉ làm lễ cưới ở Mỹ. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long làm đại diện cho họ nhà gái khi bố mẹ chưa qua được. Phía nhà trai có mẹ Thanh Tuyền. Buổi lễ còn có nghệ sĩ Phú Quý chứng kiến vì đang có show diễn tại đó. Chính vì vậy nên, thông tin tôi kết hôn không ai biết mà tôi chỉ có lễ cưới chứ không có tiệc cưới. Thật lòng tôi cũng từng nghĩ đến đám cưới nhưng tôi sợ nếu mình tổ chức vào một ngày có những người tôi mong họ tham dự thì họ lỡ có việc, vắng mặt tôi sẽ rất buồn. Đến giờ chưa đám cưới nhưng tôi không tiếc, chỉ cần mọi người chúc mừng hạnh phúc của mình qua lời nhắn, cử chỉ thương yêu là đủ. Nghệ sĩ Ngọc Huyền tâm sự Một trong những kỷ niệm khiến nghệ sĩ Ngọc Huyền bật cười đó là khi mang bầu Hà Tiên, khán giả còn nghi vấn chính nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là tác giả. Trong một show diễn ở hải ngoài, khi Ngọc Huyền mang thai mặc đồ rộng, bụng nhô cao, người hơi tròn. Khán giả đã kéo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ra hỏi riêng, phải cho Ngọc Huyền đang có bầu. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long khi đó trả lời, ờ, đâu đó đó, có nghĩa là có. Ngay lập tức khán giả bắt tay nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chúc mừng. Anh Long lủi thủi đi vô hậu đài cười vì mọi người tưởng cái bầu của anh Long. Chồng tôi khi đó cũng đi theo, đứng kế bên Kim Tử Long nghe tác giả chúc cũng chỉ cười mà không đính chính gì cả. Ngọc Huyền chia sẻ. Mãi về sau khi biết Ngọc Huyền kết hôn với người khác, không phải Kim Tử Long, cô khán giả mang thắc mắc hỏi vì sao hai người đẹp đôi quá mà không đến với nhau. Ngọc Huyền hài hước chia sẻ, Tôi cũng có nói với anh Long là do ngày xưa anh bay bướm quá nên không dám yêu, dù anh Long là trai thẳng 100% nhé. Tình cảm thân thiết giữa Kim Tử Long, Ngọc Huyền được nhiều người ngưỡng mộ. Từ trước đến nay cả hai vẫn mời nhau đi show và chưa một lần nhắc đến chuyện cắt xe, không nói chuyện tiền bạc. Cả hai hoàn hỉ hỗ trợ nhau tuyệt nhiên không nhận thù lao